Quản lý Dược phẩm châu Âu ngày hôm qua đã cấp phép cho vaccine của hãng Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Trẻ nhỏ hơn sẽ được tiêm nửa liều so với trẻ lớn hơn và người trưởng thành. Nghiên cứu cho thấy là xét về mức kháng thể chống virus thì trẻ nhỏ hơn có phản ứng miễn dịch tương đương với người lớn tuổi hơn. Trước đó, cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã cấp phép tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 tuổi. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cũng khuyến nghị tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Để chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế nước ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ nhân lực, cơ sở vật chất rồi trang thiết bị y tế, đặc biệt là lấy ý kiến của phụ huynh đồng thuận cho con tiêm chủng, cũng như truyền thông để giúp cho các gia đình hiểu được lợi ích của vaccine trong phòng bệnh COVID-19. Trong các cuộc khảo sát về việc có đồng ý cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 hay không, thì điều mà phụ huynh quan tâm nhất chính là tính an toàn của vaccine với trẻ. Đại diện chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, kết quả thử nghiệm lâm sàng trên hơn 3.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi về tính an toàn, sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ đều cho kết quả tốt. Hiện trên thế giới đã có hơn 60 nước cấp phép cho vaccine phòng COVID-19 Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cái số liệu đưa ra từ cái thử nghiệm lâm sàng này cho thấy rằng cái vaccine mà sẽ sử dụng cho trẻ em nó có giá trị bảo vệ trẻ phòng các cái thể nặng và các cái nguy cơ mà diễn biến sau này. Đặc biệt là nó cũng có thể là giúp cho trẻ vượt qua khỏi cái trạng COVID-19 mà ít để lại cái vấn đề di chứng. Điều này rất là quan trọng. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện như đối với lứa tuổi từ 12 đến 17, tức là triển khai tại các trường học, trung tâm y tế. Đối với một số trường hợp chống chỉ định sẽ được thực hiện tại bệnh viện. Các chuyên gia cho biết, các phản ứng sau tiêm cũng tương tự như người lớn, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng bất lợi. Cái phản ứng thông thường sau tiêm thì cũng tương tự như là của người lớn hay là trẻ lớn. Ví dụ như tình trạng sốt nhẹ, tình trạng đau người, tình trạng mệt mỏi thì đấy là những cái dấu hiệu rất là rõ. Cái phản ứng xa hơn như là tình trạng viêm cơ tim hay viêm màng ngoài tim thì theo một số các nghiên cứu thì cái tỷ lệ này còn thấp hơn so với cái nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Và những cái tình trạng về phản ứng phản vệ thì theo những các thử nghiệm của các nhà sản xuất thì chưa thấy có cái phản ứng phản vệ ở cái nhóm mà thử nghiệm đó. Với lứa tuổi từ 5 đến 11, chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết sẽ phải sử dụng kim tiêm ngắn hơn và liều lượng cũng thấp hơn so với người lớn. Vì vậy, Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai tập huấn kỹ thuật tiêm cho tuyến y tế cơ sở để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng. Trong một ngày vừa qua thì đã có hơn 647.000 liều vaccine COVID-19 được tiêm, đưa tổng số vaccine đã tiêm tại Việt Nam lên trên 196,3 triệu liều, trong đó tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều cơ bản cho người lớn đạt 98,4%. Hiện còn 8 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi dưới 90%. Thưa quý vị, theo như là quy định thì người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 hay còn gọi là F1 phải cách ly 5 ngày thì mới được đi làm. Trong bối cảnh số ca bệnh tăng nhanh như hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất đang thiếu người làm trầm trọng vì F1 phải cách ly khá đông. Điều này ảnh hưởng lớn đến tốc độ phục hồi của các nhà máy. Ghi nhận tại Bắc Ninh có nơi mà có 450.000 công nhân đang bị ảnh hưởng do nhiều lao động F1 phải cách ly theo quy định. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.